Mùa Chay, Mùa Hoà Giải. Có lẽ danh từ được nói đến nhiều nhất, sứ mệnh khó khăn nhất, công tác vất vả nhất và nhu cầu cấp bách nhất chính là hòa giải. Con người ở bất cứ thời đại nào cũng cần hòa giải. Hòa giải giữa vợ chồng, hòa giải giữa cha mẹ con cái, hòa giải giữa ông bà cháu chắt, hòa giải giữa những người cùng xóm cùng làng, cùng sở cùng tổ chức, hòa giải giữa các quốc gia, giữa khối này khối nọ, chưa kể nhu cầu hòa giải giữa mình với mình và giữa mình với Thiên Chúa. Hòa giải ở giữa sinh hoạt con người cần thiết cho con người tồn tại và hạnh phúc. Hòa giải giúp con người ra khỏi những bế tắc trong tương quan, giải quyết những khúc mắc đối kháng trong sinh hoạt. Hòa giải bảo đảm an bình cho tâm hồn, hạnh phúc cho gia đình, hòa bình cho thôn làng thế giới. Hòa giải gắn liền mọi người của mọi tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh. Học sinh mẫu giáo cũng cần hòa giải như cha mẹ, ông bà, lãnh đạo quốc gia. Hòa giải thực thiết thân với cuộc sống con người. Nhưng con người hòa giải được hay không và hòa giải đến mức độ nào, đó là điều chúng ta cùng chia sẻ. Hòa giải chỉ có ý nghĩa và tồn tại khi có bất công. Nếu xã hội con người không bị đảo lộn, căng thẳng vì bất công, thì sự có mặt của hòa giải thật vô duyên, vì không ai cần hòa giải can thiệp. Bất công là tình trạng vắng bóng công bình. Tôi không đụng chạm quyền lợi của anh, nhưng anh đem búa đập nhà tôi. Anh đã không tôn trọng công bình và đã gây ra cho tôi bất công. Bất công là khi công bình bị tấn công, vi phạm. Hai bên đã ký kết giao kèo nhưng anh không tôn trọng, cứ cho người sang phá hoại hoa màu ruộng nhà tôi. Anh đã gây bất công cho tôi. Anh nhận từ tôi lòng yêu mến, ngưỡng mộ, hy sinh, nhưng anh phản bội, bỏ rơi tôi. Anh đã gây cho tôi bất công. Anh có bổn phận xây dựng, bảo vệ đất nước, vì đất nước đã yêu thương nuôi nấng anh. Nay anh bán đứng quê hương, làm hại đất nước. Anh đã gây bất công cho đất nước, quê hương. Như thế, bất công là vi phạm bổn phận công bình. Và bất cứ vi phạm nào đều có người vi phạm và người bị xúc phạm, người gây tổn thất và người bị tổn thương, người gây bất công và người chịu hậu quả buồn của bất công, tác giả tội ác và nạn nhân tội nghiệp. Bất công đã gây ra đối kháng căng thẳng giữa hai bên và tạo nên bầu khí căng thẳng, rực lửa hận thù. Bất công làm đảo lộn đời sống bình thường, an bình, hạnh phúc. Bất công đặt con người vào vị trí mâu thuẫn, thù nghịch, sẵn sàng trừng phạt, tiêu diệt nhau. Bất công chặt đứt dây liên đới hòa bình, thân ái và khoanh vùng chiến đấu, đào chiến hào tấn công. Bất công càng lớn, thù hận càng cao. Bất công càng sâu đậm, chiến tranh càng khốc liệt. Trước những vi phạm và hậu quả tai hại của bất công, người ta có những thái độ nào? Người ta có thể ỷ thế mạnh và chơi bài lì, không sửa chữa bất công, hoặc bất chấp đòi hỏi của công bằng là bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần. Người ta cũng có thể tìm những giải pháp giai đoạn tạm bợ để ru ngủ đối phương. Nhưng cả hai thái độ trên đều không tái tạo an bình, và ngày đêm người trong cuộc sẽ khổ sở vì chiến tranh. Nói đến chiến tranh là nói đến tình trạng mất an ổn. Mất an ổn quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn cho hạnh phúc con người là an ổn tinh thần. Ta có thể tưởng tượng một giấc ngủ an bình, hạnh phúc của một tâm hồn không gây bất công thù oán với ai, và một giấc ngủ trằn trọc lo sợ bị trả thù của một người gây nhiều bất công, làm hại người khác, tổn thương tha nhân. Chính vì muốn ngủ ngon với tâm hồn an bình, chính vì muốn tránh tâm trạng lo âu sợ sệt, chằm chặp đề phòng bị khủng bố của người lâm chiến, mà người ta không thể sống mãi trong căng thẳng do bất công. Chính vì cần một bầu khí bình an, an toàn, mà người ta phải tìm đến hòa giải. Hạnh phúc ở đâu và thời nào cũng là mục tiêu phải đạt của con người. Khát vọng hạnh phúc ấy đã vận động, thúc đẩy con người đi tìm hòa giải. Vì ngoài hòa giải, không còn phương án nào có thể chuộc lại bất công, nối lại liên đới, tái lập an bình. Ngay trên bình diện thế giới, các nước lâm chiến dù thù địch lâu năm lâu đời, nhưng đến một lúc nào đó vì không chịu nổi áp lực đe dọa của đối phương, đã phải ngồi vào bàn hội nghị cùng tìm một giải pháp hòa bình. Cách này hay cách khác, khát vọng bình an nơi con người vẫn luôn kêu gào hòa giải
cần đến hòa giải. Nhưng thế nào là hòa giải? Hòa giải thường được hiểu là hai bên ngồi lại trao đổi, tìm một giải pháp thỏa đáng, bồi hoàn những thiệt hại cho phía bị tổn thương. Nếu bất công đã gây ra nông nỗi, thì người gây ra bất công phải trả lại những gì đã làm mất, hư hại, tổn thất, để nông nỗi được tẩy xóa nhờ công bình. Công bình xuất hiện để làm việc với bất công. Công bình có mặt để đòi bất công trả lẽ. Công bình ra tay để hậu quả do bất công gây ra được đền bù cân xứng. Công bình đối mặt với bất công và hòa giải được hiểu khi bất công gục mặt đền trả hết những gì công bình đòi hỏi, khiếu nại. Tiến trình hòa giải sẽ nhanh hay chậm, thành công hay thất bại, tốt đẹp được bao nhiêu phần trăm hoàn toàn tùy thuộc trao đổi, thương lượng giữa bất công và công bình, giữa tác nhân và nạn nhân của bất công. Ở đây, ta bị đặt trước giới hạn của hòa giải theo công bình của nhân loại. Bởi công bình nhân loại là công bình không bác ái, công bình đứng riêng lẻ một mình như quan tòa ngồi riêng một tòa xử án. Bởi công bình của con người là răng đền răng, mắt đền mắt, nên khó có thể đạt đến mức hoàn hảo trong công tác đền bù. Nếu răng cứ khăng khăng đòi răng, mắt cứ nghiêm khắc đòi mắt, thì khi người gây tội ác bất công đến lúc hòa giải, răng không còn, mắt chẳng thấy, thì hỏi sẽ lấy gì mà đền trả người bị thiệt hại cho đúng lẽ công bằng. Nếu công bằng của nhân loại đòi chi ly từng phân thiệt hại, thì mãi mãi hòa giải giữa con người sẽ bế tắc, hoặc không đem lại kết quả lâu dài vững chắc. Có nghĩa là không tái lập được dây liên đới bền chặt và một bầu khí an bình như phải có. Hòa giải với tiêu chuẩn công bình của nhân loại sẽ khó đảm bảo sự chân thành trong trao đổi, vì nền tảng chỉ là công bình nguyên chất, khô khan, cứng cỏi, đanh thép, lạnh lùng. Tóm lại, hiểu đơn giản hòa giải là trả lại công bình cho bất công như trả lại món đồ đã ăn cắp cho khổ chủ, là một thiếu sót và không dẫn đến hòa giải thực sự, sâu sắc, vững bền. Hòa giải kiểu ăn cắp trả lại, gây thiệt hại bao nhiêu, bồi thường bấy nhiêu, là kiểu hòa giải của nhân loại và kết quả sẽ là hòa giải bao nhiêu cũng không hòa bình, hòa giải cỡ nào cũng vẫn binh đao, hòa giải đến đâu cũng lao đao lấn cấn, vì công bình đứng một mình không thể đem lại an bình thật. Trở về với Đức Kitô, đấng hòa giải nhân loại với Chúa Cha, đấng đã xuống ở với con người để vào bàn hội nghị với con người. Ở đó con người là tác nhân gây ra bất công, những bất công tày đỉnh rất nặng nề đối với Thiên Chúa là đấng tạo nên mình. Với tội lỗi chồng chất, con người đã vi phạm công bình đối với Thiên Chúa khi bất chấp bổn phận của thủ tạo đối với đấng chủ tạo, bất chấp nghĩa vụ làm con với Cha, bất chấp trách nhiệm làm chủ và coi sóc vạn vật được trao phó. Cứ theo lẽ công bình, con người phải đền trả, bồi hoàn những thiệt hại đã gây ra do tội, những tổn thương đã xúc phạm đến Thiên Chúa khi phá vỡ công trình tạo dựng nguyên thủy của Ngài. Chưa nói đến tội phản nghịch, bội ước đối với đấng đã ký kết với con người giao ước yêu thương. Đức Kitô có quyền hạch hỏi và đòi bồi thường, nhưng thay vì tính toán thiệt hại chồng chất, Ngài đã gánh hết nợ nần bất công của con người và xóa sạch tất cả bằng máu Ngài để tái lập một liên đới mới, một giao ước mới vĩnh cửu đời đời. Ngài đã hòa giải con người, mỗi người với Chúa Cha bằng cái chết và tái lập tình nghĩa đất trời, tình cha con giữa Thiên Chúa và loài người. Trong cuộc hòa giải với con người, Đức Kitô đã đi bước trước. Khi anh còn ở xa, Cha anh đã trông thấy anh, Cha động lòng thương và chạy đến ôm chầm lấy anh mà hôn. Người con hoang đàng trở về chưa kịp nói với Cha những lời tạ tội thống hối, thì Cha đã chạy lại ôm chầm lấy mà hôn anh. Cha đã không cho anh nói thêm, đã không cần anh xin lỗi dài dòng, nhưng chạy lòng thương mừng rỡ ôm chầm lấy. Hình ảnh người Cha là hình ảnh Thiên Chúa đi tìm con người để hòa giải con người với mình. Có đời nào người làm bất công, kẻ có tội, phí hoang đàng, tiêu tán hết sản nghiệp của Cha, nay trở về lại được Cha âu yếm ôm hôn mà chẳng bị hạch hỏi tội lỗi và bắt phải đền bù. Thiên Chúa đã hòa giải con người bằng sáng kiến kỳ lạ đầy yêu thương nhân hậu. Sáng kiến hòa giải của Ngài không dựa trên công bình kiểu nhân loại, nhưng để yêu thương tha thứ phủ lớp công bình,
nên chỉ còn tình xót thương nổi bật trong hòa giải. Khi chạy ra đầu ngõ đón con, người cha đã tìm đến con để hòa giải, đã đi bước trước để cha con hòa giải mà không cần qua một thủ tục nghi thức rườm rà nào. Đi tìm con người đã xúc phạm đến mình để hòa giải, Thiên Chúa đã xuống quá thấp trước con người tội lỗi để nâng con người lên, để nối lại với con người mối dây ân tình một thời đã đứt vì bất công của con người gây ra. Là tình yêu nên Thiên Chúa không thể không yêu thương, nếu không Ngài sẽ tự chối chính mình. Chính vì tình yêu mà ơn hòa giải đã được ban nhưng không và dồi dào, miễn con người dám mở cửa lòng để đón nhận. Như người con hoang đàng đã mở cửa lòng khi tự nhủ: tôi sẽ trở về với cha và thưa với Ngài rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Như thế, điều kiện để được hòa giải với Thiên Chúa không là số lượng chính xác thiệt hại phải đền bù, hay công bình chính xác phải bù đắp bất công đã gây ra, nhưng là thái độ mở cửa lòng để Thiên Chúa vào được, để chính Ngài ban ơn hòa giải. Người cha đã không nói một lời phiền trách hay gắt gỏng bực bội ra điều kiện, nhưng xúc động vui mừng vì con tôi chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Tự mình đi bước trước đến hòa giải với con người, cũng hòa giải và cũng để con người hòa giải với nhau. Khi nghe gia nhân bảo: chú em đã về và cha đã cho giết bê béo để ăn mừng vì chú về mạnh khỏe, người anh lớn đã tức giận nổi sùng không muốn vào nhà. Cha anh phải ra gặp và khuyên bảo. Niềm vui của cha đã không là niềm vui của người anh cả. Hạnh phúc của cha đã không là hạnh phúc của người anh cả. Vì trái tim cha thì đầy nhân hậu thương xót, còn quả tim người anh thì chật hẹp ích kỷ. Người anh cả đã không mừng vì em mình về, không vui khi em bình an, không phấn khởi khi từ nay gia đình quây quần. Cha già thôi khắc khoải, mắt lệ ngóng trông đầu ngõ mỗi buổi chiều. Trái lại, người anh giận dữ vì em về, thất vọng vì từ nay trong nhà thêm một miệng ăn, bực bội vì cha già mừng rỡ đón thằng con bất hiếu hư hỏng. Thế mới biết trái tim người anh ấy bấy lâu đã chai sạn cằn cỗi, nên chẳng thương cha cũng chẳng nhớ em. Anh đang lên cơn sốt ích kỷ khi nghĩ đến ngày mai trong nhà thêm một đứa mà đáng lẽ nó nên chết thì hơn. Cũng vì ích kỷ, anh nhận ra những bất công thiệt hại vật chất của em đã gây ra, và anh đòi em phải trả lẽ công bình. Anh dựa vào công bình để đẩy em ra khỏi vòng tay của cha. Anh mượn lẽ công bình để em không được ở nhà và không còn quyền làm con như anh. Anh cậy lẽ công bình để loại trừ em như loại trừ một đối thủ. Lòng ganh tức đang gây mâu thuẫn căng thẳng trong anh, và anh không thể hiểu được tại sao cha lại quá yếu đuối nhu nhược trước thằng con trời đánh, hoang đàng sa đọa, đã gây biết bao buồn đau thiệt hại cho cha và gia đình. Cũng với giọng đòi hỏi công bình, anh sấn sổ hạch hỏi: con đã hầu hạ cha bao nhiêu năm, không làm trái ý cha bao giờ, thế mà có khi nào cha tự cho con một con dê béo để vui vẻ với bạn bè, còn đứa con hoang đàng của cha phung phí ăn chơi sa đọa trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Quả thực, anh con cả này bị ám ảnh bởi công bình vật chất, nên đã không hạch cha điều gì ngoài chuyện dê béo, bê béo công tội. Anh không quan tâm đến tình phụ tử, niềm vui của cha khi tìm được đứa con đã mất, hạnh phúc của tuổi già có con cái đông đủ quây quần. Anh chỉ nhắm chuyện của cải và so sánh công sức anh đã phụng dưỡng cha với đời sống điếm đàng phung phí của cậu em, và thúc cha phải phân minh giải quyết cho ra nhẽ. Anh muốn một giải pháp công bình tuyệt đối, nghĩa là cha không được vui mừng ăn khao tha thứ âu yếm cậu em hư đốn, nhưng phải trừng phạt, truất quyền hoặc đòi cậu phải bồi thường thiệt hại nếu muốn được ở lại nhà. Công bằng của người anh cả thật khủng khiếp nảy lửa. Nó nóng như lửa trên đôi mắt và trong trái tim đang sùng sục sôi vì ghen tương ích kỷ. Người anh cả không ngờ đứa con hoang đàng đang gây bất công, đau khổ cho cha lúc này chính là anh. Biết người con lớn ghen tuông, hiềm khích cậu em mới về, người cha lại phải hòa giải hai con với nhau,
khi giải thích cho đứa con lớn: "Con ơi, con hằng ở với cha, nên mọi của cải cha có đều là của con. Nhưng bây giờ ta phải ăn mừng, vui vẻ với em con chứ, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm thấy. Phải hòa giải cách nào nữa, ngoài cho người con lớn biết tài sản của nhà này là của anh, cũng lại phải đem vật chất ra dụ. Thế mới biết đa số các mâu thuẫn đố kỵ đều phát sinh từ lòng ham muốn vật chất và tranh giành của cải." Đức Kitô đã hòa giải con người với Thiên Chúa, đồng thời hòa giải con người với nhau bằng lẽ công bình của tình thương. Như người cha đã tự chạy lại ôm con và hòa giải với con vì yêu con, ông đã tự ra ngoài gặp cậu cả, nhẹ nhàng giải thích để hai anh em không hiềm khích đố kỵ ganh ghét nhau. Ông tự nguyện hy sinh để hai con hòa giải với nhau vì ông yêu chúng. Tình thương của Thiên Chúa là tình cha bao la, luôn đi bước trước đến hòa giải với con người và đi bước trước thay cho con người để hòa giải con người với nhau. Đức Kitô đã hòa giải tất cả trong máu Ngài bằng một tình yêu tự hiến để món nợ công bằng mà con người phải trả cho Thiên Chúa được xí xóa, để hiềm khích do bất công giữa con người được tẩy rửa thứ tha. Chính trong máu của Ngài mà công bình được mặc áo yêu thương, trong cái chết của Ngài mà công bình nảy sinh bác ái, bác ái trong công bình có bác ái sẽ hòa giải được tất cả. Vì có bác ái, công bình sẽ không cứng cỏi, khô khan, đanh thép lạnh lùng, nhưng sẽ đại lượng, bao dung, nhẫn nại, vui tươi, nhân hậu và không bao giờ tàn phai. Mùa chay mời gọi hòa giải, vì mục đích của ăn chay chính là hòa giải với mình, với Chúa, với tha nhân. Không hòa giải, ta không gặp được ai, kể cả gặp mình. Mức độ hòa giải càng chân thành, liên đới giữa ta với Chúa và anh em càng thắm thiết sâu đậm. Mức độ hòa giải càng cao, tình yêu trong ta càng dồi dào phong phú. Đức Kitô đến để hòa giải, môn đệ theo Ngài cũng phải sống sứ mạng hòa giải. Hòa giải từ sâu thẳm tâm hồn, hòa giải trong thái độ cung cách, hòa giải trong ý nghĩ hành động, hòa giải mình với mọi người và hòa giải mọi người với nhau trong đức ái thứ tha và công bình thương xót như Chúa dạy. Con có vấp phạm nhiều lần rồi, con đã ngã khúc nhiều lần rồi, thật lòng lạy Chúa, Chúa ơi, con xin lỗi cúi đầu khẩn cầu lạy Chúa, Chúa thương luôn tha thứ cho con có hứa chưa nhiều lần rồi, nhưng cũng tái phạm nhiều lần rồi, thì nay lạy Chúa, rằng lạy Chúa, Chúa thương, xin xóa tội cho con. Xưa Chúa xuống trần cứu vãn nhân loại, trao các thay quyền năng tha cho người. Nay Chúa vẫn yêu quý hiến cho nhiều lần rồi,
lòng lạy Chúa, Chúa ơi, con xin lỗi cúi đầu khẩn cầu lạy Chúa, Chúa thương luôn tha thứ cho con có hứa chưa nhiều lần rồi, nhưng cũng tái phạm nhiều lần rồi, thì nay lạy Chúa, Chúa ơi, con xin đến trước tòa nguyện rằng lạy Chúa, Chúa thương xin xóa tội cho con.